nhân kỷ niệm 79 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 34 năm ngày Hội Quốc phòng Toàn dân, sáng nay 21 tháng 12, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và Quân khu 7, thành phố Biên Hòa đã tổ chức lễ viếng nghĩa trang liệt sĩ tỉnh. Tham dự lễ viếng có các đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Quảng Minh Cường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Trần Thị Minh Hoàng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy; Thái Bảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh; Võ Tấn Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, quyền Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh; Ca Văn Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đại diện các sở, ban ngành đoàn thể của tỉnh, thành phố Biên Hòa và Quân khu 7. Trong không khí trang nghiêm, thành kính, các đại biểu đã dành phút mặc niệm tưởng nhớ anh linh các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh cho độc lập tự do của Tổ quốc. Dâng hương, dâng hoa trước tượng đài Tổ quốc ghi công. Tiếp đó, các đại biểu đã thành kính dâng hương lên phần mộ của các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ tỉnh.